Hello, chào mừng các bạn đến với Highlight Game House, cộng đồng GameFi lớn nhất Việt Nam. Video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một sự kiện đặc biệt với phần thưởng hấp dẫn lên đến 5.000 đô la đến từ nền tảng sàn giao dịch Connect dành cho các anh chị em có niềm đam mê trading meme coin, đặc biệt là hệ mèo. Thì để mà tham gia được sự kiện này thì đầu tiên chúng ta cần phải có tài khoản sàn Connect. Thì đường link đăng ký tài khoản mình có để ở phần mô tả video. Các bạn đăng ký theo link mình để sẽ nhận được ưu đãi 100 đô từ Connect và nhận được thêm các event độc quyền khi tham gia cộng đồng kiếm tiền của mình. Và bây giờ mình cùng quay lại nội dung chính của video. Sự kiện giao dịch MemeCoin Cash để chia sẻ phần thưởng 5.000 đô. Thời gian diễn ra sự kiện từ ngày 19 tháng 7 đến 25 tháng 7. Chúng ta sẽ giao dịch spot ở các MemeCoin hệ mèo như Kitty, Toshi, KiCat, Pajamat, BillyCat, Seaweed, Cat, Michi, Mel, PopCat, Mark. Quy tắc tham gia là volume giao dịch phải lớn hơn 100 đô mới đủ điều kiện tham gia. Top 100 người dùng có khối lượng giao dịch cao nhất sẽ chia sẻ phần thưởng 5.000 đô. Việc phân phối phần thưởng cụ thể như sau. Hạng nhất nhận được 700 đô, hạng 2 là 400 đô, hạng 3 là 200 đô. Từ hạng 4 đến hạng 10 nhận mỗi người 100 đô. Từ hạng 11 đến hạng 20 nhận mỗi người 80 đô. Từ hạng 21 đến hạng 40 nhận mỗi người 40 đô. Từ hạng 41 đến hạng 100 nhận mỗi người 20 đô. Và phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày làm việc sau khi chương trình kết thúc. Lưu ý là phần thưởng sẽ được chia theo thứ hạng về khối lượng giao dịch spot. Khối lượng giao dịch tích lũy bằng với khối lượng mua cộng khối lượng bán ở tất cả các thị trường khi được chỉ định trong thời gian chương trình diễn ra. Tài khoản phụ không thể tham gia riêng, khối lượng giao dịch tài khoản phụ được tính vào tài khoản chính. Các hành vi gian lận như dùng nhiều tài khoản, giao dịch ngược với lệnh đã khớp đều bị nghiêm cấm trong sự kiện này. Nếu bị phát hiện, bạn sẽ bị mất quyền tham gia sự kiện ngay lập tức. Và Connect bảo lưu quyền giải thích cuối cùng về sự kiện này. Như vậy là mình đã chia sẻ cho tất cả anh chị sự kiện trading MemeCoin Cash của nền tảng giao dịch Connect diễn ra trong tháng 7 này. Thì nếu như các bạn thấy video này của mình hay, thì đừng quên cho mình một like và một subscribe để mình có thêm động lực tạo ra những video hấp dẫn tiếp theo. Chúc các bạn thành công!